Chỉ vài miếng đậu hũ và một ít rau răm, hôm nay Mai sẽ chỉ cho mọi người làm một món cực ngon mà cách đây không lâu đã có thời gian gây sốt trên mạng nè. Nguyên liệu rất là đơn giản, gồm có 5 lát đậu hũ, một ít rau răm, một quả chanh, một ít ớt, một ít muối tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt và cuối cùng là một muỗng canh đường nha. Đầu tiên là mình đem đậu hũ đi hấp nóng, vì món này ăn nóng mới ngon nè. Mày sử dụng luôn nồi cơm điện hấp cho nhanh, hấp tới khi nào đậu hũ nóng và mềm là ok rồi. Tiếp theo là làm sao té ớt, cắt thành những lát nhỏ và đâm nhuyễn. Khúc này các bạn cẩn thận nha, sau vài lần làm sa tế thì Mây đã rút ra được kinh nghiệm là đeo mắt kính hoặc là khẩu trang vào, chứ không là lát bỏ lên chảo sặc lắm luôn á. Đợi chảo nóng thì đổ dầu vào, sau đó cho hết ớt đã đâm nhuyễn vô, đảo qua đảo lại thì cho đường và bột ngọt vào, cho thêm một ít nước và đổ ra chén là xong rồi. Rau răm rửa sạch, nhặt lấy phần lá, chanh thì mình cắt ra những lát nhỏ, đậu hũ nóng rồi thì lấy ra và chuẩn bị thưởng thức thôi. Vâng, đó, cuối cùng xong rồi, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Miếng đậu này hả, Mai order về là 4.000 một miếng, thì trong này Mai mua 5 miếng là hết 20.000 thôi, và thêm 2.000 rau răm nữa. Còn chanh với ớt với lại muối tiêu thì nhà có sẵn rồi. Khi mình hấp miếng đậu lên nó rất là mềm. Và bây giờ mình sẽ chẻ đôi miếng đậu ra. Khi mình tách miếng đậu ra, mình sẽ chừa lại một miếng cái đường viền như vậy, để lát ngồi nữa mình kẹp lại. Bây giờ mình sẽ chét ớt sa tế lên, quậy 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 ớt lên, sau đó mình trét. Vừa thôi nha mọi người, chứ để cay đó. Bây giờ đến muối tiêu nha. Mình rưới lên, bỏ rau răm vô, sau đó vắt chanh nữa là xong rồi đó. Xong. Vắt miếng chanh, nếu như nhà bạn nào có tắc á thì dùng tắc ăn nó sẽ ngon hơn, còn nhà Mai không có tắc nên là dùng chanh. Xong, bắt đầu kẹp lại, chét sơ sơ một xíu sa tế ớt nữa cho nó đẹp mắt. Ta da, xong rồi nè. Đó, bây giờ ăn thôi, mời mọi người ăn nha. Tuyệt vời, món ăn vặt tuyệt vời. Trời ơi, đậu hũ nó nóng nóng, rau răm nó thơm thơm, xong rồi ớt, tiêu tiêu, trời nó cay cay, nó mặn mặn, kích thích vị giác giả mang luôn á. Ớt hay cay. Nói chung là tùy theo khẩu vị của mọi người, mình có thể bỏ muối tiêu nhiều hơn hoặc là ít hơn đều được nha. Và ớt nữa, chắc cây này Mai nghĩ nên bỏ ít ớt lại, hơi nhiều nên hơi cay. Chung cái món này ăn rất là ngon luôn. Đó, kinh phí đầu tư được có hai mấy ngàn, chưa tới 25 ngàn nữa. Mày nghĩ là ăn 3 miếng này là ngon đó. Cái món đậu hũ rau răm này á, là mọi người ăn trong cái lúc mà nóng á, vừa mới hấp ra lấy ra nóng, là mọi người lo cắt và chiết ớt lên liền nó và ăn liền. Chứ nếu mọi người để một hồi á, ăn không phải là nó không ngon, mà nó nguội á, thì là nó sẽ bớt ngon hơn. Cái thứ hai nữa á, là mọi người nếu như mà mua sa tế được á, sa tế ớt á, mọi người nên mua. Nếu mọi người làm á, thì nên mang khẩu trang hoặc là mang cái mắt kính mà chống dịch đó, chứ không thôi nó sẽ bị sặc. Đó, như hồi nãy Mày làm hả, Mày mang mắt kính chống dịch vô đó. Với lại Mày làm màu cho nó đẹp thôi, chét chét ớt chi nhiều quá vô nó cay. Ăn cũng chảy mắt luôn, nhưng mà ngon cực kỳ luôn. Nói chung cái món này kích thích vị giác, ăn rất là ngon, càng ăn càng nghiền luôn á. Nếu như mọi người thích clip này thì hãy like, share và tặng sao cho Mày nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.